Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở các hướng Kubyansk, Adivka và các hướng khác, đồng thời sử dụng vũ khí có độ chính xác cao, tấn công nhắm vào các trung tâm chỉ huy quân sự Ukraine, cơ sở của cơ quan an ninh Ukraine và các điểm triển khai cho lính đánh thuê nước ngoài. Ngoài ra, Nga còn bắn hạ nhiều máy bay không người lái và đánh chặn nhiều tên lửa từ phía Ukraine. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine tiếp tục giao tranh với quân đội Nga hàng chục lần trên các mặt trận tiền tuyến. Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên và thiết bị quân sự của Nga, đồng thời tấn công các sở chỉ huy, kho đạn dược và các mục tiêu khác của Nga. Chuyển sang các tin tức thời sự quốc tế, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, ông Alexander Bortnikov cho rằng nguy cơ khủng bố vẫn hiện hữu trên lãnh thổ Nga. Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Bortnikov nhắc tới việc FSB trước đó đã ngăn chặn các âm mưu khủng bố ở các khu vực khác của Nga. Liên quan tới vụ khủng bố hôm 22 tháng 3 khiến 139 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương, ông Bortnikov cho biết Nga vẫn chưa xác định được cụ thể những người đã ra lệnh cho vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong 2 thập kỷ qua, nhưng các biện pháp trả đũa sẽ được thực hiện.